Lê Khoa Rio xin kính chào tất cả anh em đang đến với kênh YouTube của Khôi và hôm nay thì Khôi sẽ giới thiệu đến anh em có tất cả trong clip ngày hôm nay là chín cặp loa đã có mặt tại Lê Khoa Rio để phục vụ anh em chơi anh em lựa chọn cho mình một cặp loa thật là hoàn hảo với tay nghe của mình với túi tiền của mình đặc biệt là những anh em nào mà đang có sẵn những cái bộ dàn của mình mà muốn thay đổi chất âm thì cũng hãy alo trực tiếp cho Khôi để mình tư vấn rõ hơn, kỹ hơn những cái món hàng mà Khôi đang có để anh em về phôi ghép anh em nhé. Thì à, trong chín cặp loa này thì nó sẽ đến từ nhiều thương hiệu khác nhau và hình như là mỗi hàng thì sẽ có một cặp thôi. đặc biệt là Khôi rất là thích những cái món đồ độc lạ nên là mỗi hàng Khôi chỉ có sưu tầm một cặp để về phục vụ anh em nhé. Còn anh em nào mà mà có nhu cầu mà mà đã thích những cái món đồ này thì cũng hãy liên hệ với Khôi đặt hàng để Khôi ship về theo yêu cầu của anh em ha rồi thì bây giờ Khôi đi sẽ đi lần lượt từ bên trái của bên phải để giới thiệu anh em nha đầu tiên là một cái cặp toàn giải một cặp toàn giải đến từ hàng Otto Sanjo thì cái cặp này nó sẽ bắt mắt đầu tiên là về cái ngoại hình đó là cái lưới cái lưới gỗ cái lưới gỗ cái gơi lộ này được được gia công rất là đẹp anh em đây Khôi đang quay cho anh em xem ha đó thì cái cặp này bát chỉ có 20 thôi nè, bát chỉ 20 thôi nhưng mà cái thùng nó cũng khá ổn ha, thùng của nó là cũng gần 50 nha, à, bốn mấy 50, rất đẹp, à, loa vừa khui ra chưa vệ sinh, chưa dọn anh em nha. Thì cái cặp này khôi sẽ lên chi tiết sau, còn anh em nào yêu thích thì cũng có thể chốt hàng ngay luôn, chỉ có 4 triệu đồng thôi, 4 triệu, quá rẻ cho một cặp loa toàn giải, à, thùng dinh và rất là đẹp, cổ điển anh em ha, cổ điển, à, cổ điển cái lưới này là chưa có tháo này, à, bây giờ uh, khôi sẽ sẽ tháo luôn cái con ốc, của anh em cùng xem sau nha. rồi khôi mới vừa có cái cuộc điện thoại nên nó mất uh, cái cái phần quay anh em ha. bây giờ khôi nói lại thì đây cái uh, đầu tiên là cái cặp loa uh, toàn giải đến từ tô Oto, Oto là của Sanjo anh em ha. cặp này thì ấn tượng đầu tiên là về cái mặt lưới à, rất là cổ điển. À, đây khôi đang quay cái phần uh, đây quay cận cận anh em cùng xem ha Đó rất đẹp ha Nhìn hướng nào cũng đẹp luôn Rất tuyệt vời Thì cái cặp này Đây không mới vừa tháo cái lưới nó ra này nè Nó có bốn con ốc ha Đây nè bốn con ốc nó giống như các cái dòng lá cổ của Bione á Mình tháo được Thì cái cặp này đặc biệt là còn cái lưới này nè Cái lưới này đang dính vào cái này Mình tháo nó ra anh em ha đó, Thì khôi quay như vậy để cho anh em biết là cái cặp lá này dính toàn tập luôn cái bát này thì chỉ có 16 thôi anh em ha Bát 16 à, Tuy nhiên là cái cặp này nghe rất là hay Tại vì nó là thùng hạng thùng zin Cái hàng này nó không sản xuất nhiều Nhưng mà những cái cặp nào mà sản xuất ra Thì nó sẽ có cái giá trị riêng của nó anh em nhé Rồi thì cái cặp này nó chỉ có cái mức giá là 4 triệu đồng thôi 4 triệu đồng Mà cái thùng zin rất đẹp à, Rất là hợp lý cho anh em chơi ha Rồi ok thì xong cặp đầu tiên Rồi qua cặp thứ hai Là cái cặp AR4 AR4 thì cô đã tháo ra một cái lưới rồi đây một cái tháo ra một cái lưới rồi anh em ha thì bây giờ còn cái lưới này trên này tem còn đầy đủ anh em nhé tem đầy đủ này Đó. đây mặt trong của nó này ha rồi thì uh, cái cặp này uh, là ar4xa anh em lưu ý nha ar4xa thì ar4 nó có nhiều đời thì cái đời này là đời xa anh em nhá anh em lưu ý là khôi nói rõ thì uh, cặp này là cặp à, bát lồng vàng đây anh em, râu lồi ha à, và đặc biệt là cái chép này chép này à, là cũng là râu lồi luôn à, nên à, cái cặp này à, nghe rất là hay thì à, đây là một trong những cái dòng mà mà cũng khá nổi tiếng và cũng khá hiếm có trên thị trường à, anh em nào yêu thích AR4 những cái phiên bản đặc biệt à, thì sở hữu cặp này rất là hợp lý anh em ha để khỏi tháo luôn cái này ra nè có một mình vừa quay vừa tháo nữa. rồi ok đây, hai cái rất đẹp anh em, à, rất đẹp ha, là chưa dọn, chưa vệ sinh, đặc biệt là chưa buông ốc anh em ha, chưa buông ốc này, à, chưa tháo ốc ra luôn nha. À. Rồi ok, thì cái cặp này có cái mức giá là hơn 10 triệu một tí, à, anh em nào muốn báo giá thẳng thì khơi báo luôn là 11 triệu 500 nha, 11 triệu 500, à, giá cũng rất là hợp lý cho một đôi lồng vàng à, mà model là cực cực độc nữa, nó là XA anh em ha, r 4 xa rồi khôi xong cặp thứ hai và bây giờ khôi xuống cặp thứ ba đó là một cặp loa đến từ hãng Yamaha của Nhật thì à, cặp này cũng vậy anh em còn lưới đầy đủ ha lưới này logo mất một cái nha logo mất một cái anh em nào có nhu cầu thì mình sẽ đặt một cái về cho anh em rồi thì à, đây là cái cặp loa cực kỳ hiếm có anh em tại vì nó là Yamaha 1000 X nha một X thì nó khác biệt gì ở đây khác biệt gì ở đây là nó cũng vẫn là thiết kế là là gân vải tuy nhiên cái cặp này khác nhờ cái là cái bát carbon này anh em nhìn cái bát rất là đẹp ha nhìn rất là ấn tượng rồi với đó thì đó là mít dome và chép dome thì nó rất là bình thường là, 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 bình thường của hàng rồi nhưng mà khác biệt là cái bát con này công suất rất là lớn anh em có thể nghe và hát được ha à, một trong những cặp lá hiếm có trên thị trường một ngàn ít anh em nha một ngàn rất là nhiều nhưng mà một ngàn ít rất là 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 rất là hiếm nha rất là hiếm đây Đã. thì cái cặp này giá trên thị trường rất cao nè nhiều shop ở Hà Nội đang bán 25 26 triệu nha cho một cái cặp loa Yamaha 1000 ít thì giá của khôi thì rẻ hơn rất là nhiều rẻ hơn mấy triệu lận anh em nào yêu thích thì liên hệ trực tiếp nha à, khôi báo chung chung cho anh em là giá tầm 20 rồi để anh em nào à, à, là người thích sưu tầm sở hữu thì nó là đặc biệt luôn À, mình không không công khai chính xác để uh, những anh em nào thật sự quan tâm thì uh, sẽ liên hệ tại vì cặp này là cặp khôi sưu tầm rất là lâu rồi mới có nè cặp này là chính xác là từ gần 2 năm nay mới mới có được cặp này mới về đây thì uh, cặp này có thể là sánh ngang với các cái dòng của Onkyo 2001 2000 hai vân vân nha uh, một đối thủ rất là đẳng cấp uh, chất âm bạo lực Nói chung là anh em nào mà yêu thích những cái dòng nhạc bass bát mạnh đó, gọi là bạo lực á Thì cặp này là đánh tưng bừng luôn nha Một cái của nó nặng gần 50kg Rất nặng Ship là cùng một vấn đề nha Ship đi body cũng một vấn đề Nên anh em nào thật sự quan tâm ở xa thì alo cho trực tiếp cho khôi Để mình trao đổi về cái món hàng cũng như là về cái khâu ship hàng nữa anh em nha Rồi ok thì thôi khôi xong cặp thứ ba bây giờ khôi tiếp tục

còn với đó là một cái chép đó đẳng cấp này nè Chép này rất gấu nha à. Còn bây giờ đây cái bát Bát này thì em em nhìn cái cái gân ngược thì nó giống như là bên dòng Dòng của KLH nha Gân chưa dưỡng luôn anh em Nhưng mà bát nó vẫn ok ha Thì lưới zin tem zin luôn à. Tương tự là dưới này nha à. Tương tự là dưới này đó. Thì à, cái cặp này là bát 30 mươi à, bát 30 nên là nghe nhạc vàng rất là ổn nha rất là ổn bát 30 nè À, rất là tuyệt vời ha. thì à, cái cặp này à, có cái mức giá nó cũng ổn định luôn. À, bảo cho anh em luôn cặp này là 9 triệu rưỡi nha. À, anh em nhân tay sở hữu tại vì có một cặp duy nhất à, mà lưới đầy đủ, lưới đầy đủ tem đầy đủ ha, lưới rất đẹp, tem rất đẹp đó. nói chung là khơi quay đầy đủ chi tiết để anh em cùng xem. thùng gỗ lạng anh em nha thùng gỗ lạng ba quay thùng gỗ lạng rất tuyệt vời. nói chung là trong cái tầm giá 9 triệu rưỡi thì không thể nào cặp nào hơn cặp này có thể sánh ngang với AR à, sánh ngang với AR2 à, nhưng mà nó thu thu cái thương hiệu nha thì nói thẳng lỗ nè nếu so với AR4 thì cái cặp này đáng chơi hơn tuy nhiên AR4 là dành cho những người đẳng cấp những người thích xúc tầm và những người là là là, là thẩm âm à, tại vì nó là thuộc về nổi tiếng rồi à, nó là huyền thoại rồi anh em nhé còn những anh em nào mà thích đọc là thích là người chỉ là nghe chất âm hay thì mình sở hữu cặp này nha đây anh em ha Đó. À, ok ha rồi creation 3X ha rồi model cực kỳ hiếm trên thị trường rồi tiếp theo là một huyền thoại đây cặp la mà rất là được nhiều người chờ đợi và yêu thích nha sau khi khôi đánh nhà hàng thì nó là Akai anh em ha một cặp loa Akai thì uh, cái cặp loa này thiết kế là hay quay hay quay anh em nó là bát 30 nha anh em bát 30 lưới bố liền à, đặc biệt đây anh em những cái dòng loa cổ thì được thiết kế là thêm một cái viền cái viền nhôm nữa viền nhôm cặp này thì đẹp đẹp nhìn từ xa là nó gọi là giống như mạ vàng vậy đó ha thì cặp này là thuộc về sưu tầm những anh em nào mà thùng gỗ làng rất đẹp luôn rất đẹp luôn bây giờ tôi sẽ xoay lại một tí để anh em cùng xem à, anh em cùng xem cái cái phần đít của nó ha nó là sử dụng cái dắt cũng là giắc cổ luôn anh em nhé giắc cổ thì cái cặp này có cái mức giá bây giờ à cô sẽ quay luôn cái phần sau là anh em xem rồi nha đây nè đây nó là Akai SW130 ha à, các cái thông số dưới này à, nó là dòng công suất nhỏ anh em có thể ghép đèn ghép bánh dẫn à, ghép cối đặc biệt là ghép cối chạy thì số 1 luôn đây nè nha Cặp này hình thức cũng to anh em ha, bắt 30 mà nha. Đây hàng là thiết kế rất là kỹ lưỡng này, đảm bảo theo độ bền theo thời gian nha. Rồi, thì cái cặp này Khôi cũng báo giá trước cho anh em để để anh em nào mà 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 có nhu cầu thì uh, liên hệ với Khôi thì Khôi sẽ chụp hình chi tiết hoặc là Khôi sẽ test uh, lên kênh YouTube của Khôi nha. Thì cái giá cho anh em tham khảo là 12 triệu 500 nha, 12 triệu 500 cho cặp loại này, bắt 30. Cặp này thuộc về số tầm anh em nha. À anh em nào là là người sưu tầm thì hãy quan tâm nha tại vì đó là bát 30 hay quay rồi khôi đã xong cái cặp thứ năm à, thứ thứ một hai ba bốn thứ năm rồi rồi tiếp theo là một à, cặp loa yêu quý luôn à, cặp loa này à, là đáng quyết anh em ha đáng quyết à, đặc biệt là cái cặp này anh em nào mà thích bát ha thích bát thì vô địch luôn nè đánh rất là hay à, chỉ cần ghép với đờ nông thôi là đủ hay rồi còn anh em nằm mà có những cái cái con âm đi lớn hơn âm ly mị thì tuyệt vời nhá thì cặp này nó là hay quay nhưng mà thật sự là nó rất là to anh em ha nó to cái thùng nó to nó, nó gần bằng là JBL bát 30 luôn nhá đây này khơi ốm thử này cái thức của nó là sáu mươi mấy anh em nha sáu mấy bát hai mươi nhưng mà đánh rất là lực uy lực à, chấp đôm đây là thiết kế chấp đôm bát thì nó là gần là nổi tiếng của nó là gần cao su mềm nha đây anh em anh em nhìn này, sâu này và một cái lỗ hơi nằm ở dưới non bát nha thì uh, cặp này uh, cùng cũng trong cái tầm chơi của anh em ha giá dạ, cũng rất trong tầm chơi giá à, dạ, rất tầm chơi giá dạ, cho anh em chơi cặp này là 9 triệu rưỡi 9 triệu rưỡi ha đánh không thua gì JBL nha anh em Đánh bạo lực luôn cho nên rất hay à, thùng gỗ làng thùng gỗ ốc chó rất đẹp nữa đây là thùng gỗ ốc chó này anh em nha à, thùng gỗ ốc chó rất đẹp Nói chung cặp loa đáng để anh em sở hữu. Đặc biệt là về cái lưới, anh em nhìn nè, đây. Phải gỡ luôn hai cái lưới ra nha. Đó. Anh em nhìn nè. Cái lưới được uh, hai bên hông này được là làm gỗ này. Nguyên bản nguyên zin anh em nha. Đó, anh em thấy nè. còn bùi bặm luôn. À, hai bên này được ép gỗ rất đẹp. Rất đẹp ha. Tem đầy đủ ha. Nói chung cặp loa này rất đẹp anh em. Nguyên nguyên bản mọc luôn, nguyên bản mọc chưa qua xử lý nha. Đó. cái mặt này là mặt nhung này anh em, đặc biệt là cái mặt này mặt nhung. À, cái này là chưa quét bụi này nè à, mặt dung rất ấn tượng nha thiết kế rất ấn tượng à, thì anh em đợi khôi chút xíu Khôi quay cái cái phần 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 đít em xem luôn để em hàng khách đây cái mặt sau của nó là màu đen nha màu đen à, anh em nhìn nè thiết kế rất ấn tượng ha hai cái cọc loa này nằm bên hông ha À, cái cặp này model của nó là M905 anh em nha, hơi quên báo nha. À 8 ôm, rất là dễ ghép loa. Và đặc biệt nó có thể hai cái cầu chì bảo vệ này anh em. Những cái dòng loa cao cấp thì nó phải có bảo, bảo vệ luôn. À, để tránh những cái trường hợp mà xảy ra sự cố thì nó sẽ bứt luôn cái cái cầu chì để bảo vệ loa. Rồi. Rồi à, tiếp theo thì khôi nói lại cái cặp loa Barone này, à, 810 này. Thì đây là một trong những cái cặp loa huyền thoại của hãng Barun này Tại vì nó là thuộc dòng loa cổ Đức Quốc xã anh em ha Thì nó là thùng gỗ lạng anh em Thùng gỗ lạng Thì cái cặp này Khôi đã giới thiệu ở clip trước rồi Anh em nào yêu thích nó thì vào xem nghe lại nhé Còn cái mức giá của nó là 11 triệu à, Anh em nào mà thiền chí ở Sài Gòn hoặc là máu lè chuyển khoản Thì khối cũng sẽ bớt xuống cho anh em nhé Tất cả những cái món hàng mà Khôi báo thì Khôi có đều có bớt giao lưu với những người nào mà mau lẹ, mau mắn À, đem lại cái sự may mắn thì khối sẽ không 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 tiếc gì mà không bớt anh em ha Rồi ok à, tiếp tục là một cặp loa xì cốt nha model này uh, rất là độc đáo uh, nó là hình vuông uh, cặp xì cốt này là s uh, 100 anh em ha Nó có tất cả là bốn mặt loa bốn mặt loa thì uh, khối sẽ quay hai mặt còn hai mặt lại thì không cần quay thì uh, mặt trước của nó là sẽ có một bát 20 đó, và một chép và bên hông cũng một chép và mặt sau với mặt hông bên kia cũng như vậy nha thì uh, cái cặp này rất đẹp lưới còn đầy đủ đây nè, tôi đã tháo ra bốn cái mặt lưới anh em cùng xem nè đó bây giờ mình đưa máy bố cái mặt lưới nha búa cái mặt lưới nè cái mặt lưới đó, rất đẹp ha bố cái mặt lưới rất đẹp rất tuyệt vời nói chung là nhìn cái lưới không đã thích rồi anh em ấn tượng rồi thì đây cặp này duyên nguyên bản luôn anh em nha đặc biệt mấy cái cặp này là duyên nguyên bản nó là được thiết kế bát giấy râu lồi và gánh vải mềm ha đến rất là sâu bát rất là lực ha Đó, ok và chép thì chép giấy tất cả là bốn cái chép giấy hai cái bát trên một loa thì cặp này nghe nhạc vàng thì quên sầu luôn nghe có tích cũng tốt tại vì cái giải trên của nó rất tuyệt vời tại vì nó là bốn chép nên nó nghe đa hướng anh em ở hướng nào cũng có thể nghe được ha hướng nào cũng nghe được rồi thì cái cặp này à cùng trong cái tầm giá rất là dễ thương. À, nghe thì bỏ xa R4 và R2 luôn. Giá của nó là 14 triệu 500 nha. Trong cái tầm chơi, rất tầm tầm chơi. Và cuối cùng là cái cặp loa này là cặp loa Pioneer à, loa chầu cây ha, CS06. Cặp này à, thuộc về trưng bày rất đẹp anh em, rất đẹp. Thì à cặp này cũng có cái clip trước có giới thiệu rồi. Thì à, tình trạng nguyên bản nguyên zin luôn thiết kế là bát 25 một chung và ba chép nha à, nghe nhạc vàng thì quên sổng à, uh, bolero cũng ổn luôn à, còn một số anh em thì họ nghe acoustic họ cũng 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 họ cũng quá hài lòng luôn anh em nha rồi thì cái cặp này có giá là 15 triệu nha 15 triệu rồi ok Khôi đã giới thiệu uh, uh, chung về chính cặp loa rồi thì anh em nào yêu thích cặp nào thì mình uh, liên hệ với khôi tại vì những cái món này là riêng nguyên bản hết À, nguyên bản toàn tập luôn à, nên khôi đảm bảo với anh em luôn nên anh em à, có thể chốt hàng ngay và liền à, khi xem được clip này tại vì nhiều anh em chờ test đến lúc test xong rồi thì có khách họ là mua mất nên nó sẽ mất đi cái cơ hội à, mà mình đã theo dõi để mình chờ đợi những cái món loa này tại vì à, có thể là một món có bán một lần và ít khi gặp lại lắm chờ một hai năm có khi chưa gặp lại nếu à, những người nào mà thích thì phải sưu tầm ngay anh em ha rồi ok khôi cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi clip của khôi và chúc tất cả một ngày tốt lành anh em nào chưa đăng ký kênh youtube của khôi thì hãy đăng ký để cập nhật nhiều sản phẩm mới nhất đến từ Khoa audio à, xin chào tất cả anh em